It's mathematical! Xin chào và chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Weird Cartoon. Những câu chuyện Creepypasta luôn có sức hút vô cùng lớn vì sự rùng rợn và kỳ bí mà chúng mang lại. Vậy nếu một câu chuyện Creepypasta có liên quan trực tiếp đến một bộ phim hoạt hình tuổi thơ thì sẽ như thế nào nhỉ? Hôm nay, hãy cùng Way to Weird Cartoon khám phá câu chuyện Creepypasta liên quan đến tập phim Tom and Jerry bị cấm chiếu mang tên Tom Basement hay Tầng Hầm của Tom nhé. Lưu ý là video sẽ có nhiều tình tiết khá kinh dị và bạo lực nên các cậu cân nhắc trước khi xem video nha. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Let's go! Đã có một tập phim Tom and Jerry không bao giờ được phát hành vì sự kinh dị và bạo lực mà nó đem lại. Tập phim đó có tên Tom Basement hay Tầng Hầm của Tom. Theo như đồn đoán, đây là tập phim thứ 13 của vị đạo diễn Gene Deitch, cha đẻ của hai nhân vật Tom và Jerry. Nội dung của tập phim này hiện chưa được kiểm chứng, nhưng vì sự rùng rợn của mình, nó đã thu hút được sự chú ý của không ít người. Từ những người yêu quý hai nhân vật Tom và Jerry đến những người yêu thích những câu chuyện Creepypasta rùng rợn. Tập phim mở đầu với không khí không khác gì những tập phim thông thường. Hình ảnh mèo Tom hiện lên, nó đang ngủ ngay trước cửa của một căn tầng hầm trong ngôi nhà. Bà chủ của Tom khi này đi qua và đạp lên đuôi của Tom khiến nó hét toáng lên. Bà ta nổi cơn điên và chửi Tom một trận. Sau đó, bà cấm Tom không được bén mảng lại gần căn hầm, bằng không sẽ no đòn. Ngoài ra, bà ta còn ra dấu hành động đưa tay ngang cổ với ẩn ý rằng nếu Tom trái lời đồng nghĩa với việc chọn cái chết. Tom hoảng sợ tột độ và cong đuôi chạy sang một căn phòng khác trong nhà. Sau khi bình tĩnh lại, nó quẹt tay lau mồ hôi và bắt đầu thở gấp để lấy lại sức. Trong lúc đó, từ bức tường với chiếc lỗ quen thuộc, Jerry đang nhìn ra và nở một nụ cười. Nó có phần bí ẩn và kỳ dị hơn bình thường. Không còn sự dễ thương hay tinh nghịch như những tập phim khác, thay vào đó là một nụ cười ma quái đáng sợ với khuôn miệng mở rộng đến mang tai, đi cùng đôi mắt trợn trừng, đỏ quắt. Ta hoàn toàn có thể cảm nhận được một sự gian ác kinh khủng đang ẩn chứa sau nó. Jerry tiến gần đến chỗ Tom và tiến hành trêu chọc chú mèo tội nghiệp. Như thông thường, cậu lại đuổi bắt Jerry như một thói quen. Tuy nhiên, Jerry lại chạy về phía căn hầm với mục đích để bà chủ nhìn thấy và đánh đập Tom. Cứ liên tục như vậy, Jerry dùng mọi chiêu trò để dụ dỗ, lôi kéo, thậm chí ép buộc Tom phải đến gần căn hầm. Chính vì lẽ đó, Tom liên tục nhận được những trận đòn không một chút khoan nhượng từ phía bà chủ. Sau những trận đòn dã man, Tom khi này đã phải bò lết trên sàn chứ không thể đứng vững được nữa. Khuôn mặt của nó bầm tím, một chân không thể cử động vì đã bị đánh gãy. Máu của Tom chảy khắp nơi, một khung cảnh đáng sợ và đáng thương vô cùng. Tom khi này không còn chịu đựng nổi, nó liên tục van xin Jerry bằng cách quỳ lạy và khóc lóc không ngừng. Nhưng vẫn với nụ cười quái dị, Jerry tiếp tục đẩy Tom về phía căn hầm với sự thỏa mãn tột độ. Bà chủ khi này không còn đủ kiên nhẫn, bà quyết định không đánh Tom nữa. Bà ta đi lên gác và vào một căn phòng chứa đầy súng, thuốc nổ và chiến lợi phẩm của những cuộc đi săn. Trở lại với khẩu súng trên tay, bà ta bắt đầu truy sát Tom. Mọi thứ lúc này càng điên rồ hơn nữa. Tiếng hét của bà chủ, tiếng kêu than khóc lóc thảm thiết của Tom và giọng cười đầy ám ảnh và đáng sợ của Jerry đi cùng tiếng súng, tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Tất cả tạo nên một cảnh tượng có thể khiến người ta muốn phát điên vì sự ám ảnh. Đột nhiên, những âm thanh đó dừng lại, thay vào đó là một sự im lặng đến rợn người. Nhìn lại, ta thấy bà chủ đã nằm ra đất với con dao đâm ở chân và kẻ đang cầm con dao đó, không ai khác chính là Jerry và nụ cười quái dị của nó. Nó rút con dao ra và ném về phía Tom với một cái nháy mắt ra hiệu. Như hiểu được ý của Jerry, Tom nắm lấy con dao và đâm thêm nhiều nhát chí mạng lên người bà chủ xấu số. Tom đâm bằng tất cả sự hận thù, uất ức sau những trận đòn và sự truy sát khi nãy. Còn Jerry thì cười phá lên, kèm theo khuôn mặt đáng sợ mang đầy sự thỏa mãn. Bên dưới bà chủ vẫn cố gắng cất lên những lời van xin tha mạng một cách yếu ớt. Một lúc sau, khi chắc chắn bà chủ đã chết, Jerry nhảy lên vai Tom và thì thầm điều gì đó. Cả hai bắt đầu kéo lê thi thể bà chủ nhà, khi này đã bê bết máu vì những nhát đâm và dường như không thể nhận dạng được nữa. Chúng lôi cái xác xuống căn hầm để phi tang. Bí mật bên dưới căn hầm khi này được tiết lộ. Rất nhiều xác chết nằm vương vãi khắp nơi, máu me ngập ngụa kèm theo một mùi tanh tưởi đến rợn người khiến cả Tom và Jerry phải che mũi lại. Bên cạnh đó là những dụng cụ bí ẩn như đồ để tra tấn, dao, kéo cũng đang dính đầy máu. Thi thoảng còn có những tiếng gió rít như tiếng than khóc của các vong hồn dù căn phòng này rõ ràng là hoàn toàn kín gió. Tom và Jerry kéo lê thi thể bà chủ và ném nó vào một góc. Tom không quên kéo một vài cái xác khác đè lên trên xác của bà để che lấp đi. Một điều kỳ lạ nữa là những thi thể trong căn hầm này không bao giờ phân hủy, máu me cũng không thể khô đi, tựa như nó đang mang một lời nguyền giam cầm những oan hồn không may bị kẹt lại tại đây. Nhạc nền là tiếng piano với những quang âm méo mó chói tai kèm âm lượng lớn khiến người ta thực sự vô cùng khó chịu. Tom khi này lại bình tĩnh đến lạ, nó dường như không tỏ ra một chút ngạc nhiên, nghi ngờ hay sợ hãi nào với những cảnh tượng trước mắt.
có lẽ những điều vừa trải qua khiến nó trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh rồi. Sau khi phi tang cái xác của bà chủ dưới căn hầm, Tom và Jerry mở một bữa tiệc để ăn mừng. Chúng lấy toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh ra và bắt đầu ngấu nghiến. Để tăng phần không khí, Tom còn mở nhạc rất to với những giai điệu vô cùng điên rồ. Tom khi này coi Jerry như chi kỷ, hình như nó quên mất rằng chính Jerry là kẻ khiến nó bị đòn liên tục và cuối cùng lại ra tay sát hại bà chủ. Cả hai ăn uống cười nói với nhau rất vui vẻ. Nhưng đột nhiên, Jerry im lặng, ánh mắt nó đột nhiên sáng rực lên, nhưng có lẽ Tom không để ý vì khi này nó đang mải ngấu nghiến cái đùi gà. Nụ cười quái dị của Jerry lại xuất hiện, và từ sau lưng, nó tặng cho Tom một phát dao chí mạng, kèm gương mặt vô cùng thỏa mãn, mặc tiếng kêu la đau đớn và thảm thương của Tom trước khi chết. Khi Tom không còn dãy dụa gì nữa, nó rút con dao ra và tiến đến, thì thầm vào tai Tom. Dịch ra là, ngươi đừng vội cả tin như vậy chứ. Sau một hồi đứng bên xác Tom và tận hưởng chiến thắng, Jerry lôi xác Tom và từ từ lăn nó xuống căn hầm kia để phi tang. Hành động của Jerry khi này dứt khoát và nhanh gọn, cứ như kiểu nó đã thực hiện việc này không ít lần trước kia. Tập phim kết thúc khi Jerry trở lại với dáng vẻ hồn nhiên quen thuộc. Nó chạy vào kho lấy ra tấm biển đã bám bụi, có đề dòng chữ For Sale. Sau khi lau chùi sạch sẽ, Jerry mang nó ra cửa và treo nó lên. Nó trở lại nhà trong sự vui vẻ, nhưng khi cánh cửa căn nhà dần đóng, nụ cười quái dị hay như bây giờ ta đã biết là nụ cười của quỷ lại một lần nữa hiện lên. Jerry tiếp tục trong công cuộc chờ đợi con mồi tiếp theo của mình đến. Sau khi tập phim kết thúc, ta hiểu được rằng Jerry trong phần phim này là hiện thân của quỷ. Nó dụ dỗ những con người xấu số. Sau khi giết họ, nó mang xác để xuống căn hầm với mục đích giam cầm những oan hồn xấu số ở đây vĩnh viễn, đồng thời thỏa mãn cơn thèm khát bạo lực và giết chóc bên trong chính bản thân con quỷ này. Tập phim này đã không bao giờ được xuất hiện bởi chính đạo diễn tự cảm thấy nó quá ám ảnh và kinh khủng. Tuy nhiên, nhiều đồn đoán của nó xuất hiện trên Internet dưới dạng những câu chuyện creepypasta, giúp cho dù chưa chắc chắn sự tồn tại, nhưng đây lại là một tập phim khá nổi tiếng và nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Những câu chuyện creepypasta tuy rùng rợn nhưng luôn mang lại cho chúng ta những tò mò và cảm giác thích thú khó tả. Chính vì vậy, sức lan truyền của chúng luôn rất mạnh mẽ, đặc biệt là khi chúng có liên quan đến những nhân vật đã sẵn nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng như Tom và Jerry thì sự quan tâm mà những câu chuyện như Tom Basement nhận được lại càng lớn hơn. Trên đây là những điều chúng tớ tìm hiểu được về Tom Basement, tập phim Tom và Jerry bị cấm chiếu. Nếu các cậu cảm thấy thích video này và muốn chúng tớ làm về những tập phim tương tự thì hãy để lại chúng ở phần bình luận nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các cậu dành cho Way to Weird Cartoon. Còn bây giờ thì, Way to Weird, out!